Đây là một cái bản vẽ của biệt thự này các bạn. Nó gồm có điện nước. Thì hôm nay mình sẽ cùng bạn tìm hiểu cái cách thi công điện nước. Có nghĩa là điện nước nó che chắn thế nào, thi công như thế nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tới hệ thống nước trước nha. Hệ thống nước các bạn. Đây thì mình đây một cái hình thấy không ạ? Đây là cái hệ thống cấp nước nè. À, đường đứng nè, thấy không ạ? Đường đứng nè. Đó, ở cấp cho những cái này nè, những cái đường ngang nè, mình gọi đây là đường đứng đúng không? Đường ngang. Đây đường cấp nước. Thì bây giờ đây một cái bản vẽ này nó có nè. Đâu rồi? Điện nước. Đó. Thấy không ạ? Đây. Đây là đường nước thủy cục nó vào đó các bạn. Nó qua đầu hồ nước nè. Rồi một đo nước nè, qua đây. Rồi qua bể nước ngầm, đúng không? Rồi từ bể nước ngầm này chúng ta bơm lên. Nè, bơm lên. Bơm lên máy. Thấy không ạ? Bơm lên máy là bồn nước máy nè. Rồi. Rồi từ bồn nước này á thì nó sẽ theo trọng lực nước chảy xuống những cái tầng còn lại, đúng không? Cấp cho lavabo, vòi xịt, bồn cầu, đó mà thấy không ạ? Thì bây giờ á cái đường này các bạn, cái đường này mà đi từ thủy cục nè vào tới cái bồn bể nước ngầm nè thì đó là nó ở dưới tầng chạch rồi. Cho nên á là chúng ta khi mà hoàn thiện tầng chạch xong á thì nó sẽ che lại không còn thấy nữa, đúng không? Rồi. Cái đường này cũng vậy luôn, đúng không? Đường này cũng vậy. Còn cái đường đứng nè các bạn. Đường đứng á thì chúng ta che chắn như thế nào? Đây. Cái đường đứng đây nè. Đường đứng cấp lên hay là đường đúng không? Đường đứng cấp lên nè. Đấy. Những đường ở được rồi, đường đứng nè. Đường đứng đây nè, che chắn thế nào? Thì chúng ta sẽ xây hộp gen cho nó. Đó các bạn, đường đứng nè. Đấy. Thì đường đứng đó nó sẽ che chắn bằng cái hộp gen. Đây. Đây là hình ảnh một cái hộp gen này các bạn. Thấy không ạ? Đây là hệ thống đường đứng nè. À, thấy không? Sau này người ta sẽ xây gạch từ bên đây này qua tới bên đây. Xây gạch. Người ta xây gạch, người ta che lại. Thì cái hộp gen đó nó sẽ xuyên từ cái tầng này qua tầng kia. Bản vẽ kết cấu. Đây các bạn. Đây chính là một cái nhà vệ sinh nè. Thấy không ạ? Đây, nhà vệ sinh. Còn đây chính là hộp gen nè. Đó chỗ này nè. Đấy. Cái chỗ này chính là hộp gen nè các bạn. Đó, trong diện tích màu đỏ nè. Đấy là hộp gen đó. Thì hộp gen này á nó thông từ cái sàn này qua sàn kia. Đúng không? Thì bạn thấy cái đây là một cái sàn nè, một ô sàn nè. Như vậy ô sàn này nó có 4 dập xung quanh nè, dập thứ nhất, dập thứ hai, dập thứ ba, dập thứ tư và ở giữa là ô sàn. Như vậy ô sàn này nó sẽ bị khoét lỗ chỗ này, đúng không? Và nó khoét lỗ từ tầng lầu 1 nè. Đó. Lầu 2 nó cũng bị khoét lỗ, thấy không ạ? Rồi áp mái nó cũng có khoét lỗ luôn. Bạn thấy không? Có nghĩa là nó thông tầng. Như vậy chỗ đó là bị cái sàn nó bị khoét lỗ. Thì cái cách mà gia cố sàn khoét lỗ thế nào thì các bạn xem clip khác nha. Đó. Cái chỗ đó những cái ống á, những cái ống các bạn, ống nó nằm lên đây nè, đó nằm nè, đó không? Nó nằm vậy nè. Đó, ống gì bao nhiêu ống cho vô đây nằm hết, đúng không? Còn cái chỗ này là tường gạch nè. Đấy, cái phần này tường gạch. Ơi sao nó bự dữ vậy ha. Đó bạn thấy không? Đấy. Trong cái khung này nè. Đây chính là tường gạch. Như vậy á thì những cái ống nằm trong đây, đúng không? Thì chúng ta đứng bên ngoài nhìn vô thì cái tường gạch này nè nó che rồi, nó không thấy ống nữa. Đấy. Thì đây. Bạn thấy không? Đây. Bạn thấy không? Đó là ống đứng đó. Thì ta làm xong cái
đường cấp nước này, thoát nước này, xong rồi chúng ta sẽ gạch, xung quanh nó để che lại. Đây có một cái hình nè các bạn, hình này chắc là nhà chung cư á. Để mình coi coi còn cái hình nào không. Rồi có cái hình đó không mà lấy đại đi. Rồi. Đó, thấy không? Đây là hệ thống đường ống cấp thoát nước. Đúng không ạ? Nó đi chằng chịt này, đi 1 2 3 4 5, nói chung là rất là nhiều ống trong đây đúng không? Thì bây giờ bạn, đây là phần thô, thì rõ ràng là bạn đang thấy đường ống này không? Xấu quá à. Khi mà hoàn thiện người ta sẽ xây một cái tường gạch bao xung quanh cái đường ống này, đúng không? Để che nó lại. Thì lúc đó cái tường gạch đó khi khi mà bạn nhìn vô á, nhiều khi bạn tưởng nó là cột, tưởng nhầm là cột đó, tại vì hoàn thiện rồi sao biết đó là cột hay là dầm ở cột hay là tường gạch, đúng không? Đó, những cái đường ống này, cũng vậy, đường ống đứng nè, thì chúng ta sẽ xây hộp gen che lại. Rồi bây giờ tới đường ống ngang thì sao? Đây các bạn, đường ống ngang nè, đứng xong rồi đúng không? Đường ống ngang nè, đường ống ngang này rồi sao? Đó, đường ngang này nè, đường ngang này cho trắng như thế nào? Thì cái đường ống ngang đó thì chúng ta sẽ đi cho nó âm tường các bạn. Đây mà thấy không? Đi xẻ tường nè, cắt tường ra, nhét ống vô. Sao hình nó là mờ câm vậy ta? Đó, bạn thấy anh công nhân này ông ảnh đang là xẻ tường này đúng không? Nè, tường xẻ nè. Đi cái này không phải à, cái này là điện rồi. Để chúng ta sẽ kiếm nước, nước cũng vậy thôi. Trời ơi, bấm vô điện nó mới chết chứ. Đây các bạn, đây đây là những hình hệ thống đường ống ngang nè, thấy không? Đường ống ngang nè đó, đường ống ngang thì chúng ta sẽ xẻ tường, nhét cái ống đi vô, sau đó thì chúng ta sẽ tô cái tường này lại là nó sẽ mất tiêu hết trơn, đúng không? Còn đây đường ống đứng đây, đấy đường đứng này thì chúng ta sẽ hẹp gen cho nó. Nè, bạn thấy có cái lỗ chỗ này không? Nè, cái lỗ này thấy không? Nè, lỗ sàn nè, lỗ khách sàn nè, để chỗ này chúng ta xây tường từ đây nè, qua tới đây che lại, thế là nó sẽ mất tiêu. Tương tự đó này đúng không? Hộp này, hộp gen nè, này chỗ này có lỗ bạn thấy rõ mà, nè có lỗ nè, xem gen che lại. Đường ống đứng, đường ống ngang của cái đó là cấp nước đúng không? Rồi bây giờ tới thoát nước, nãy giờ mới cấp mà bây giờ tới thoát. Đây bên đây là đường thoát nước này. Cái thoát nước đó, thì cái chỗ mà cấp nước và thoát nước thì nó đi chung một hộp gen đúng không, chung vị trí á, nghĩa là thí dụ bây giờ nước đây thấy không, đây thì trong cái này nè, những cái ống này nè thì gồm có ống cống cấp nước và thoát nước, đó là hệ thống đường thoát nước đứng. Bây giờ đường thoát nước ngang á thì sao? Đây cái hình này bạn thấy không? Sao nó mờ dữ vậy ha? Kiếm mình nào nó rõ coi. Đó, đây là cái đường ống ngang mà nó thoát nước rồi các bạn. Thì có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất là nó nằm ở dưới sàn như chúng ta đang nhìn thấy, đúng không? Thì làm cách này á, thì sau này chúng ta sẽ đóng trần che lại. Còn trường hợp mà không có trần thì làm như thế nào?
Trường hợp mà không có trần á thì chúng ta phải đi ở trên trên sàn. Thấy không? Đi trên sàn. Đây. Đây là hệ thống thoát nước nè, thoát nước nè. Thoát nước theo đường ngang nghĩa là thoát phân nè, thoát lavabo, thoát bồn cầu. Thấy không? Thoát tiểu nam tiểu nữ, nói chung là thoát nước á. Nói chung là nước thoát á. Thấy đường ngang này không? Đây là cái sàn nào thấy không? Đây là cái sàn nè, như vậy là đường này á, cái ống này nó sẽ nằm trên sàn. Có hai trường hợp xảy ra, thứ nhất là nó nằm ở dưới sàn thì chúng ta sẽ che lại bằng cái hệ thống trần. Còn nếu mà nó nằm trên sàn á, nếu mà nó nằm trên sàn thì các bạn xem clip này nha. Mình đã có clip nó nằm trên sàn rồi. Nước đây. Đây, biện pháp che chắn đường ống cấp thoát nước trong nhà. Thì clip này mình nói là nó nằm ở trên sàn thì xử lý thế nào? Rồi chưa? Rồi bây giờ chúng ta điện nước đây đúng không? Nào thấy không? Như vậy nè. Đây là hộp gen nè. Đây đường cấp nước nè, cấp qua đây, đúng không? Đất điều đây, cấp cho cái vòi tắm này, cấp cho cái bồn cầu này và cấp cho cái lavabo này. Đó. Thì thực tế cái đường ống nó đi sao? Cái này bị cái quái gì vậy? Đó. Còn thấy không? Thực tế cái ống nó đi vậy nè. Đây là tường nè, tường nè, thấy không? Nó đi trong tường. Đúng không? Từ hộp gen này nó quẹo qua đây, nó đi qua đây. Thì tới đây á, chẳng lẽ nó không đi thẳng được, tại vì nó gặp cái cột này rồi, đúng không? Cột này làm sao mà đục cột được, nguy hiểm, không chơi. Nên nó phải quẹo qua đây, rồi đi vô đây nó quẹo qua đây, nghĩa là chỗ này là nó sẽ không được che nè, thấy không? Nó đi vô tường thì nó được che rồi. Đó. Thì cái chỗ này nè. Chỗ này nè. Bạn xây một hộp gen nữa. Đơn giản vậy thôi. Đó. Chỗ nào lòi ra là xây hộp gen. Này. Rồi xong rồi đường ống nó sẽ đi vô đây. Đúng không? Đó, nó cấp nước cho cái này. Đó, rồi nó cấp nước cho cái này. Đó, đúng không? Nó cấp nước cho lavabo này, đơn giản vậy thôi. Đó. Thực tế nó sẽ đi như thế này. Dĩ nhiên người ta vẽ vậy thôi. Rồi. Thấy không nè, thấp thoát nước nè, từ bồn cầu nè thoát vào đây nè, thấy không? Thoát nước là thoát vào đây. Rồi cái phễu thu sàn thoát vào đây. Và cái lavabo cũng thoát vào đây. Thấy không? Nó đi đường ngang nè. Đó. Đường ngang thì để nằm ở trên sàn hoặc là dưới sàn. Trên sàn làm sao? Bạn xem clip kia, đúng không? Mình đã nói rồi. Dưới sàn thì có trần che lại rồi. Rồi, thì bây giờ chúng ta tiếp tục tới cái phần điện. Thì chúng ta che chắn cái phần điện như thế nào? Đây, một cái bảng dây điện của một cái biệt thự. Đây các bạn, hồi sáng giờ mình đi rảo rảo ở Phủ Lý nè, Phủ Lý Hà Nam nè, chụp nhấp cái hình luôn nè. Thì đầu tiên đây chính là mặt bằng nguồn tầng trệt, nghĩa là cấp vô tầng trệt á, nguồn thôi. Rồi kết nối điện lực, có nghĩa là cái hệ thống điện 220 một pha 220V từ ngoài đường á, những sợi dây á, nó cấp vô á, thì điện lực có sẵn đúng không? Cấp vô thì chúng ta làm cái một cái tủ điện tổng, thì từ tủ điện tổng đó thì nối với được cái đường dây điện lực á, bằng như thế nào? Có cái hình này rõ nhất luôn nè, đó thấy không?
Thấy cái ngôi nhà này không? Cái ngôi nhà này nó có sợi dây nè. Dây này dây gì đây? Cái dây này là dây từ ở ngoài đường mà nối vào cái nhà này đó. Nghĩa là nó cấp nguồn cho cái ngôi nhà này đó, đúng không? Dây là dây điện lực từ ngoài đường là nối vô nè. Nối vô tầng tầng trệt, tầng 1 đúng không? Đây là tầng trệt 1. Nhà này có một lầu nè, hai lầu. Lầu thứ nhất nè, lầu thứ hai nè. Này đâu tính lầu đâu. Như vậy cái nhà này á, từ nguồn điện từ bên ngoài của điện lực nối vô tầng 1, thấy không? Nghĩa là tủ điện tổng nó sẽ nằm ở đây đây nè, thấy không? Rồi giờ nhà khác đi. Nè. Như cái nhà này bạn thấy nè. Đây là cái dây ở ngoài đường nối vô nè. Thấy không? Xong rồi nó đi xuyên qua cái tường này. Nó vô tủ điện trong nhà. Thấy không ạ? Rồi. Nè, cái nhà này nè, thấy không? Cũng vậy luôn nè. Đây là cái dây ngoài đường nè, nối vô nè. Đi xuyên qua tường nè, thấy không ạ? Rồi nó từ đây nó có cái lỗ thì nó vô trong nhà. Nối vào tủ tủ điện tổng. Nhà này rồi, nhà này rồi. Nhà này rồi luôn. Còn nhà này thì sao? Trường mầm non Olympic. Rồi. Đây, sợi dây này là ngoài đường vô nè. Thấy không? Nè. Xong rồi nó đi quẹo đây nè. Tới đây nó có một cái lỗ nè, nó đi vô trong nhà nè. Tủ điện tổng nằm đây. Thấy không? Rồi, nhà này thì sao? Ở nhà này chằng chịt quá không thấy đúng không? Mà qua nhà khác đi. Đây cái đường dây nè, à đó đi vô nè, nó quẹo vô đây thấy không, quẹo đây nó đi vô đây, nó đi vô nhà nè, thấy không ạ? Như vậy đó là từ cái nguồn điện bên ngoài mà cấp vô cái nhà thì nó sẽ đi tới cái nhà rồi nó xuyên qua một cái tường nào đó, không, cái tường của nhà nè, của nhà này nè, thường là tầng tầng 1, nó xuyên qua xong rồi nó vô nhà. Rồi từ cái nhà đó tiếp tục sao, đúng không? Từ đây nè đi vô đây, không, nó xuyên qua nhà, nó vô tủ điện tổng. Đây là mặt bằng nguồn tầng trệt nè, giờ mà nó nguồn trước đi. Rồi từ cái nguồn này đúng không, thì nó đi qua dây qua tới tủ điện BD1, rồi tủ điện BD1 nó đi dây qua thông tầng đó, thông tầng. Mà cái này á là tầng trệt, cái đường đi vô thì mình nói rồi đúng không, còn đường đi ngang này nè, che thế nào, đường đi ngang là đường này nè, thì nó có hai cách. Thứ nhất á, là nó đi nó khoét tường, nó đi đó, khoét tường thì là nó đi âm vô tường á. Này nó đi xe rãnh tường nè, không thì cái đường nước hay đường điện cũng giống nhau thôi đúng không? Đấy, nước thì nó đi, nó xẻ tường nó đi thì điện cũng xẻ tường đi thôi, có gì đâu. Rồi trời ơi, bị đứng máy nữa rồi đúng không? Rồi từ đây nè, nó xét đây là tầng trệt, như vậy là từ tầng trệt á mà nó cấp vô cái lầu 1 á thì nó đi qua chỗ thông tầng, nó thấy không? Người ta ghi thông tầng rõ ràng luôn. Thông tầng như vậy cái lỗ cái chỗ này á là cái sàn chỗ này á nó sẽ bị khoét lỗ và nó giống y chang như cái đường cấp thoát nước vậy đó, nó cũng trên sàn nó là nó bị khoét lỗ. Như vậy là hồi nãy chúng ta đã có hộp gen của nước đúng không? Thì cái đường đường đi này nè, đường đứng nè, thì chúng ta cũng có hộp gen của điện. Điện nước giống nhau thôi, có gì đâu. Thằng nước đó thì nó có hợp gen, thì thằng điện cũng có hợp gen thôi. Đó, nó đi thông tầng, nó đi từ tầng này qua tầng kia, kéo ra đường thẳng, đúng không? Rồi giờ bây giờ tiếp nè, từ cái thông tầng mình đang nói nguồn, chỗ này có rất là nhiều các bạn. Chỗ này là cũng có mặt bằng nguồn nè, rồi cái này là chiếu sáng nè, này ổ cắm, còn cái này là internet.
mình nói tầng cái một đúng không, nói cái nguồn trước, xong qua chiếu sáng rồi qua ổ cắm, cuối cùng Ethernet. Rồi bây giờ là thông tầng ở chỗ này đúng không, thì bây giờ bạn nhìn thấy nè, từ cái chỗ này thì nó nối dây qua tới cái tủ BD2 đúng không, như vậy nó đi từ đây vô đây, mà nó đi từ đây vô đây ấy, thì nó che chắn như thế nào? Thì nếu mà chúng ta có hệ thống trần thạch cao ở dưới che thì nó sẽ đi ở dưới sàn đúng không các bạn, giống như cái trường hợp này. Đây đó, đây là sàn chúng ta đúng không, sàn này, như vậy hệ thống đó nó sẽ đi dưới sàn, cái chỗ này chắc chắn là tủ điện luôn đúng không, nhìn nó chả bá lửa luôn nè, nó chắc chắn là tủ điện sẽ nằm đây nè, quá trình ngóng vô luôn. Như vậy là nó sẽ, nếu mà nằm ở dưới sàn á, thì nó sẽ được hệ thống sàn che lại, ở hệ thống trần che lại. Còn nếu mà nó không có trần thì làm sao? Nếu mà nó không có trần á, thì chúng ta nó sẽ làm lúc mà đổ bê tông đó các bạn. Đây, đây là hệ thống đèn nè, đây là hệ thống đường đường ống đi trong cái sàn lúc chuẩn bị đổ bê tông nè, bạn thấy không, bê tông này nó làm xong, thép này làm xong rồi chuẩn bị đổ nè, thì là làm thép xong thì người ta sẽ đi hệ thống ống điện đó, thì khi mà đổ bê tông xong á, thì ống điện này á mất tiêu ở đâu còn thấy nữa đúng không. Đây hình này rõ lớn nhất luôn nè, thép của người ta nè, ống điện này lòn trong thép đi nè, thấy không, đó, thấy cái hình này trắng xóa luôn không, đi mà quá trời đất luôn nè. Đó, như vậy nó sẽ đi, nếu mà không có sàn che, không có trần che thì nó sẽ đi trong cái sàn và đổ bê tông luôn. Như vậy cái ống này thì các bạn phải làm bằng ống PVC cứng nha, PVC cứng, đừng có làm ống ruột gà, ống mềm, lúc mà đổ bê tông mà nó dẹp một cái là mới mốt kéo dây điện không được luôn á, lúc đó là khó xử lắm á. Thì cái này là nó đi ở trong sàn nè, còn cái này là đi trong dầm nè, đây là cái dầm nè bạn. Nói chung cái đường ống điện, cái đường ống điện nè nè, nó có thể đi ở trong sàn hay là trong dầm hay là trong cột, trước lúc đổ bê tông thì đi, đi xong đổ bê tông thì đổ bê tông xong mất tiêu che hết chân, không thấy gì nữa đâu, đúng không? Đó, bạn thấy cái hình này mới ghi gớm nè. Đây là cái dầm của ta nè, đây là sàn nè, vậy nó đi trong sàn nè, đi trong sàn tới dầm này nó móc lên, đúng không? Đó, đây tương tự hình này cũng vậy thôi. Đó, bạn thấy cái này chắc chắn là một cái nhà cao tầng này, nó có lưới che nè, mà người ta cũng đi ở trong sàn lúc đổ bê tông nè. Cái chỗ này nguyên một cụm rất là nhiều như vậy, cái này chính là cái tủ điện, tủ điện của tầng này thôi nha, tủ điện của tầng này thôi đó, thấy không? Còn đây nè, đây là cái hộp gen của điện nè, đó, thấy người ta đóng một cái hộp đó không, đó đây nè, hộp này nè. Như vậy lúc đổ bê tông á, thì trong cái khoảng hộp này nó không có bê tông và nó cũng không có thép, như vậy chỗ này là bị cái sàn này bị khoét lỗ đúng không, đây là hộp gen của điện nè, không thấy không, đây là nó đi trong sàn nè, nó đi cái này đi trong dầm nè, đi trong sàn nè, trong dầm, trong cột và khoét lỗ đấy, tương tự như cái bài nó đi trong sàn nè. Thì cái cách mà gia cố nó, thí dụ người ta đi thép, đi ống quá trời đất luôn, trắng xóa trong sàn luôn, thì chúng ta sẽ gia cố cái sàn dầm cột như thế nào thì mình nói clip khác nha. Mình đang nói cái clip mà đi điện thôi. Đó, tương tự như vậy thấy không ạ? Đây, ống ruột gà nè. Mà làm cái này là tiêu rồi đó. Đổ bê tông mà cái ống này nó bị dẹp là chỉ có nước ăn cám thôi.
Đó, bạn thấy cái hình này nhé, thì nó đi hệ thống ống ống điện nó đi ở dưới sàn đúng không? Thì trường hợp thứ nhất nó có trần che thì thôi, đúng không? Còn không có trần che thì nó đi dưới trên sàn. Còn một cái trường hợp nữa các bạn, nó đi ở dưới sàn mà đi trang trí. Bạn có thấy những cái đường ống này đi rất là thẳng hàng không? Đi rất là thẳng hàng, thẳng lối đúng không? Nghiêm chỉnh đàng hoàng, đúng không? Chứ không có xéo xẹo như cái ông này à, đi tí gốm không? Nè. Nè, thấy không? Ông này ông đi tự do luôn nè. Cái đường cong ổng là bá đạo luôn nè. Thì có một cái loại nữa là nó sẽ gọi là ống trang trí ở dưới sàn. Đây các bạn. Bạn thấy đây là một cái sàn nè. Cái sàn này người ta đổ sàn thô luôn nè. Đổ sàn xong rồi không có bã, không có sơn lót, sơn phủ gì hết mà ở không? Có sơn phủ thôi, sơn một lớp màu đen luôn, bạn thấy không? Thì đường ống điện nè. Đường ống điện đi nổi luôn. Nghĩa là chúng ta hoàn thiện, chúng ta nhìn thấy rõ ràng là đèn nè. Cái này là hoàn thiện rồi luôn đó. Nghĩa là đường ống này là phải đi đi thẳng, đẹp mắt đàng hoàng. Đây còn thấy không? Tương tự như vậy. Đây là cái máy lạnh nè. Máy lạnh đi nổi luôn nè. Đi dưới sàn nổi luôn nè, này điện nè. Điện nè, đèn rọi nè. Quạt máy nè, máy lạnh nè, thấy không? Đi thấy luôn đó. Như vậy cái hệ thống mà muốn đi thấy kiểu này á thì cái đường ống của nó phải thẳng hàng ngay lối đàng hoàng. Chứ không có quẹo qua quẹo lại được. Nó gọi là cái gì sao lâu quá mình bấm chữ gì vô đây ta, à bấm chữ trần thô các bạn, trần thô đó. Bạn có thấy cái này là người ta thấy luôn, hiện này là cái máy máy lạnh nè, thổi hơi lạnh nè. Đây đây là cái đường ống chữa cháy nè, đúng không? Có nghĩa là hoàn thiện xong là chúng ta nhìn thấy đường ống luôn, nhìn thấy nó rõ ràng luôn. Như vậy đường ống này phải đi ngay hàng thẳng lối đàng hoàng đó, như hình này đúng không? Đi quá đẹp luôn nè, ngay hàng thẳng lối đàng hoàng đó, này cũng vậy đó, thấy không? Thì đó là không có trần thì phải đi ngay hàng thẳng lối, còn nếu có trần thì đi xéo xéo chút xíu cũng được, không sao, để trần che chân thấy gì đâu. Này ở kiểu này là kiểu trần trang trí trần thô, bạn thấy không? Để đèn nè, đèn cái giống như là cái hoa tulip đúng không? Máy lạnh nè, đèn rọi nè, đèn nè, nó đi đi nổi luôn, đúng không? Như vậy những cái đường điện này, đường ống điện nè, ống điện này, những đường ống điện này là phải đi ngay hàng thẳng lối đàng hoàng, phải kiểm tra kích thước một cách đàng hoàng. Rồi thì từ tủ điện này đi qua tới đây thì đi kiểu như mình nói nãy giờ đúng không? Đi ở dưới sàn á, có trần á thì có trần trở lại không nói, không có trần á thì đi ngay hàng thẳng lối, còn nếu mà đi ở trên sàn á thì sẽ đi lúc đổ bê tông. Rồi bây giờ cấp nguồn không không? Vừa qua phần đèn đi. Đây phần đèn. Thì thí dụ bây giờ chúng ta thấy nè. Đây có ba cái đèn đúng không? Đây là cái tủ điện của cái đèn này, ba cái đèn này. Thì nó đi như vậy á thì có nghĩa là nó sẽ thứ nhất là nó đi ở dưới sàn. Thì cũng giống những trường hợp nãy giờ mình nói đó. Nếu mà nó ở trên sàn á thì nó sẽ được làm lúc đổ bê tông, còn nó nếu mà nó ở dưới sàn á thì là ở dưới sàn nếu có trần thì không nói rồi,
Còn nếu không có trần thì chúng ta sẽ đi ngay hàng thẳng lối với đường dây điện nè, đường ống điện nè các bạn, đây đường ống điện đây, đường băng, đúng không? Đường điện này phải đi ngay hàng thẳng lối. Đẹp đẽ một cách đàng hoàng, đúng không? Đâu không có đi mà kiểu ấu tả được. Thì cũng tương tự như những cái kia, bạn thấy không ạ? Đó. Rồi, cái ổ cắm thì cũng giống vậy thôi, cũng tương tự như những kia. Internet thì cũng y chang, thấy không? Rồi, như vậy là mình đã vừa giới thiệu cho các bạn cái cách che chắn hệ thống điện nước thi công. Cảm ơn các bạn đã xem clip, các bạn nhớ chia sẻ clip nha.